Xin chào mọi người, và nhất là các bạn tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nữ mạng. Đây là video clip mình sẽ tổng hợp và chia sẻ với các bạn về cái tử vi của năm Tân Sửu năm 2021, cũng như là vận hạn 6 tháng đầu năm của cái năm Tân Sửu này đối với tuổi Mậu Ngọ, nữ mạng của các bạn. Phải nói rằng là người Mậu Ngọ, như mình đã chia sẻ ở trong đầu năm 2020, khi mà chúng ta gặp Ngọ gặp Tý là lục xung. Về khi lục xung của năm thì một cái năm coi như là thất bại hoàn toàn đối với người Mậu Ngọ, nữ mạng hoặc là nam mạng ở trong cái năm Canh Tý này. Thì bước sang năm Tân Sửu thì là một cái năm theo một số mình nghiên cứu, mình coi một số sách thì có lại nói rằng là năm tới dù là năm mang sao Thái Bạch thì là nhưng người Mậu Ngọ, nữ mạng lại không phải là một năm thất bại về tài lộc, mà chủ yếu thất bại về cái việc không tốt về cái việc sức khỏe và gia đạo tình cảm. Tuy nhiên là theo tính toán của mình, riêng mình tổng hợp bằng nhiều sách vở cũng như là các cái tìm hiểu của mình thì mình thấy là không phải là như được tốt đẹp như mà cái sách vở đã nói, cái những cái mình đã nói trước đó, mà là nó tương đối là không tốt đẹp. Tuy nhiên nó đỡ đần hơn cái năm Canh Tý năm 2020 này, vì năm này ngoài cái việc chúng ta bị xung thái tuế ra thì chúng ta còn có bị Ngọ ha, mình cũng là một Ngọ thì cả nam lẫn nữ là một Ngọ rơi vào cái vận thế của năm quá xấu. Khi mà vận thế của năm xấu thì làm sao mà cái khác nó tốt đẹp được, đúng không? Thì bây giờ mình trở lại xem thử cái vận hạn của cái và cái tử vi của năm Tân Sửu đối với nữ mạng Mậu Ngọ của các bạn nó sẽ ra sao, rồi từ đó mình mới tính toán cái vận hạn 6 tháng đầu năm sao. Thì người Mậu Ngọ, nữ mạng là những người sinh từ ngày 7 tháng 2 năm 1978 dương lịch cho đến ngày 27 tháng 1 sinh năm 1979 ha, dương lịch nha, thì là nó là thuộc tàng, cái sự chi phối của người Mậu Ngọ. Tuy nhiên là tùy Ngọ mà nguyên con khác với lại Ngọ nửa con, rắn nửa con rồi xong là đầu con ngựa không thì nó lại khác nữa ha. Thì sự chi phối của cái mệnh vận của cái những cái người mà đinh tỵ, cái đầu đinh tỵ nhiều, cái áo binh cái lưng cái đuôi đinh tỵ nhiều mà cái đầu chỉ có cái con ngựa. Ví dụ như mà người sinh tháng giêng tháng hai thì mệnh số của những người này tích lũy tài lộc dễ hơn nhưng mà thường thì những người này nếu mà nam mạng thì ăn chơi dữ lắm, nữ mạng thì lại hay vướng vào cái việc đôi ba lần đò. Rồi mệnh là mệnh thiên thượng hỏa, như vậy thì xét về trụ mệnh thì rõ ràng năm nay là nằm một năm thổ, như vậy là hỏa sinh thổ, sinh xuất bổn mạng, đây là không tốt. Chủ về sức khỏe sẽ bị suy hao, dễ suy hao tài lộc nếu mà rướng vô luôn cả cái sao Thái Bạch của năm. Thì đúng là như vậy, năm tới năm Tân Sửu sao chủ của người Mậu Ngọ, nữ mạng chính là sao Thái Bạch, kim tinh Thái Bạch, Thái Bạch kim tinh. Thường thì dưới sao Thái Bạch thì ảnh hưởng xấu tới công việc làm ăn, tài chính và sức khỏe cũng dễ suy hao. Rồi người ta thường nói nè, sao Thái Bạch đó là một khung tinh chiếu mệnh, thì nó đem chủ yếu về công việc làm ăn có kẻ tiểu nhân phá hoại mà gặp khó khăn, tiền bạc thì hao tán, đề phòng chuyện quan sự, đề phòng đáo tung đình. Sao Thái Bạch thì kỵ nhất vào tháng 2, tháng 5 và tháng 8. Đó là ba cái tháng mà sao Thái Bạch nó hoành hành mạnh. Người của chúng ta, người Mậu Ngọ thì tháng 5 cũng là một tháng tuổi nữa, mà vừa là cái hạn của sao Thái Bạch bùng lên nữa. Thì để coi lát nữa thì mình xét vào vận niên của năm á, thì tháng 5 là tháng gì Ngọ, mình nhớ không, là tháng Giáp Ngọ, là một tháng cũng khá là xấu đối với người Mậu Ngọ. Thì xem đó là phải nói, có thể nói là xấu nhất của năm nay chính là tháng
Giáp Ngọ tháng 5 âm lịch của năm Tân Sửu, thì lát nữa mình sẽ tính xem ở trong cái vận thế của 6 tháng đầu năm rồi mình sẽ tiến tiếp ha. Hạn của năm là hạn Thiên La, đây là báo hiệu một năm mà tinh thần bất an, nhiều lo. Hạn này chủ về sức khỏe yếu, đau ốm lâu ngày không khỏi, chú ý những cái việc là hay gặp những cái mộng mị không tốt đẹp, ác mộng, hoặc là gặp mà cái chuyện tâm linh mà mình thấy nó hung dữ ha. Cái hạn này thì người đầu năm thì mình nên đi cúng cầu an giải hạn sao Thái Bạch là nó sẽ tương đối nhẹ nhàng đi. Vận niên của năm thì là một vận niên tốt, đó là vận niên hầu thực quả, tức là khỉ ăn trái cây, cái hình tượng con khỉ được ăn trái cây, thì cái hình tượng đó khỉ được ăn no đủ, báo hiệu một năm có nhiều may mắn. Tính về vận niên nha, với người mậu ngọ nữ mạng, những công việc mà có thể là mình đã làm ở trong năm Canh Tý mà bị bế tắc rồi này kia thì có thể là qua năm nay nó bị vận chuyển và tiếp tục và ở một cái được có thể giải quyết dứt điểm luôn. Công danh thì đặc biệt là năm mà có cái vận niên hậu thực quả như vậy thì công danh dễ sinh ra tại liền tài ha. Đặc biệt là cái năm như vậy á, khi hậu thực quả thì được là tận hưởng mà ha, thì dễ có thêm người, thêm dâu, thêm rể ha. Đó rồi, Thiên Can cái trụ mà ảnh hưởng nhiều đến công việc nhất. Tại sao mà có một số sách người ta viết rằng là năm tới là năm thuận lợi về công việc tài lộc? Chính vì cái trụ Thiên Can này, vì chữ Mậu và chữ Tân là thuận thành. Tuy nhiên là Mậu và Tân là Mậu nó sinh ra Tân, cho nên là nhiều người cái tính là có tương sinh là tốt, nhưng mà không phải. Bản thân người chữ Mậu sinh ra chữ Tân của năm, cho nên gọi là sinh xuất chứ không phải là sinh ấy. Mình xét cái chỗ này kỹ lại thì thấy rằng đó là một năm tiếp tục là suy hao tài lộc ở trong công việc, chứ không có được như mong muốn đâu. Nhưng mà đều có một cái là nhờ cái vận niên của năm hậu thực quả đó thì vẫn có thể là khởi đầu mọi chuyện rất suôn sẻ. Có thể hiểu đêm nay nè, là năm Tân Sửu là năm người mậu ngọ nữ mạng, làm cái việc gì mới đầu nghĩ là mình được 10 nhưng mà thứ cuối cùng về túi chỉ được 1-2 thôi, còn dọc đường nó rơi rớt hết. Đó là cái do cái sao Thái Bạch và cái Thiên Can mà gây ra. Địa chi thì không tốt đẹp cho lắm, khi mà tuổi ngọ gặp năm Sửu là phạm lục hại, theo người miền Bắc mà nhị hại theo người miền Nam, cho nên là cẩn trọng, có cạn phá hoại trong cái hạnh phúc gia đình, sức khỏe đề phòng coi chừng là bị bệnh nặng. Đó là cái nhìn chung từ cái bên ngoài của tử vi năm Tân Sửu đối với cái người mậu ngọ nữ mạng, dựa trên những cái kiến thức và ông bà để lại, chứ không có nào của mình đâu nha. Mình từ xưa giờ là mình chỉ là người tổng hợp và chia sẻ nó theo một cái mô típ để mọi người có thể hiểu nó một cách dễ dàng nhất thôi, chứ chẳng phải là thầy bà gì đâu ha. Cho nên là mình không có thích người khác kêu mình bằng thầy là vậy đó. Thầy thì phải nghĩ ra cái gì đó thì mới là thầy, còn này mình tổng hợp thôi, cho nên là mình giống phát thanh viên vậy cho vui thôi đi ha. Rồi, đó là những cái bên ngoài. Bây giờ mình xem tọa cung tiểu vận, tọa cung tiểu hạn nó có những cái phúc tinh phá tinh gì và nó hiển thị ra cái gì để mà mình phòng tránh. Đầu tiên là tọa cung tiểu vận có các sao như là kiếp sát, cô thần. Thấy cái kiếp sát, cái cô thần là thấy mệt rồi đó. Thiên khôi, tấu thư, thiên không, tuyệt, đường phù, thiếu dương, hồng loan. Bộ sao báo hiệu công việc làm ăn của quý cô không hề thuận lợi chút nào. Của cái người mậu ngọ khi mà có kiếp sát đi với cô thần, tọa cung tiểu hạn dễ gặp nạn chứ không phải đơn giản. Thiên khôi, tấu thư, thiên không, tuyệt, tấu thư, giấy tờ. Rõ ràng là có những cái việc không được ngon lành cho lắm, đặc biệt khi mà tấu thư đi trước thiên không và tuyệt nhạy như thế này thì giấy tờ công việc của người mậu ngọ mà việc lớn đôi khi thậm chí là rơi vào bế tắc với đường phù, thiếu dương, hồng loan. Còn nếu như mà với tiểu vận, tọa cung tiểu vận như thế này có đường phù, thiếu dương, hồng loan thì đối với những người mà mậu ngọ
mà đang ở trong cái quá trình độc thân á, tức là trước đây có gia đình rồi bây giờ độc thân, hoặc là độc thân từ nhỏ tới giờ, thì năm nay là năm rất dễ có cái việc cưới xin, có việc là có người về góp gạo thổi cơm chung ha. Đó rồi, tọa cung tiểu hạn thì có Lâm Quan, Thiên Hỷ, Đà La, Long Đức. Ra ngoài á, Lâm Quan ra ngoài, nếu như mà tọa cung tiểu hạn như thế này thì công việc bị đứt đoạn, dễ gặp được quý nhân giúp đỡ mà tốt đẹp lên ha. Tuy nhiên là với Đà La và Long Đức, Đà La đi trước Long Đức, thì cẩn thận về mặt sức khỏe của mình một chút ha. Còn cung nhị hợp thì có các sao bệnh điếu khắc thanh long thiên mã, thì cung nhị hợp là một cái cung giống như là bạn bè đi xa gì đó, thì bệnh điếu khắc thanh long, bệnh mà đi trước điếu khắc, tức là mình đi xa là dễ gặp bệnh thanh long thiên mã. Thanh long thiên mã, thanh long đi trước thiên mã, đi xa vẫn tốt ta, kỳ vậy. Cung nhị hợp ở đây thì khá là có, tuy là có bốn cái tinh tú thôi, nhưng mà trái ngược nhau, bệnh điếu khách thì thanh long thiên mã là hai cái mảng riêng biệt nhau. Có thể là ở đằng trước chúng ta bệnh, nếu mà đi xa làm khách phương xa, tuy nhiên là di chuyển thì thanh long có thiên mã, con rồng mà bay với con ngựa nữa. Thanh long thiên mã, thanh long là phúc tinh, thiên mã là một cái phúc tinh dành cho đi xa. Như vậy là dần sau, ở trước thì đi làm khách thì bệnh, mà đi xa thì thành công trong công việc. Có thể là như vậy. Cẩn thận đi xa về bệnh nạn, nhưng mà công việc thì rất là hạnh thông. Rồi xong, dễ hiểu vậy đi. Lắc hồi nói tầm bậy bạ là ngồi tính thôi là bung cái đầu luôn á. Cung tam hợp thì có suy, kình dương, đào hoa, thiên trù, địa võng, quả tú, nguyệt đức, thiên việt, phúc đức, tử phù, mộc dục, tuyệt, đại hao. Đây là một năm coi chừng suy hao về đại lộc. Đặc biệt vừa có hồng loan ở tọa cung tiểu vận và có cả đào hoa ở cung tam hợp, thì rõ ràng là những người mà độc thân ở trong cái năm Tân Sửu tới sẽ dễ có được một cái người bạn để mà chia sẻ buồn vui ha. Còn là những người các cô mà nào mà đang có gia đình mà dướng vào kình dương, đào hoa, thiên trù này, địa võng, quả tú ha, thì coi chừng mất cả chì lẫn dài. Tử phù mà đi với mộc dục, tuyệt, đại hao là tốn kém tài lộc cho một cái người không phải chồng ha. Cho nên là cẩn thận nha, mình nói trước cái chuyện này, cái chuyện này nó thuộc chuyện nhạy cảm, ai dính ai nấy chịu, cho mình không có biết ha. Nhìn chung cái tử vi tọa cung tiểu vận cũng như là cái vẻ bên ngoài của một cái tử vi theo năm Tân Sửu đối với người nữ Mậu Ngọ 1978 là một cái tử vi không quá tốt đẹp, tuy nhiên cũng không quá xấu. Tuy có sao Thái Bạch là sao chủ trực chiếu, tuy nhiên Thái Bạch thì thuộc kim, người mình là người thiên thượng hỏa, cho nên là lửa rất lớn, có thể đốt được kim. Cho nên là phần nào hy vọng là thiên thượng hỏa của mình sẽ đốt bớt cái kim này, làm cho cái kim này nó bớt đi cái tác dụng hung hại. Có thể là nhiều người phân tích là như vậy, để cũng như một số sách của các cái bậc tiền nhân trước ghi lại thì mình thấy như vậy. Nhưng mà mình thì mình thấy là thôi, cứ Thái Bạch thì tốt nhất là nên cẩn thận về tài lộc mọi thứ, chứ nếu không là mất cả chì lẫn chài ha. Rồi, đó là cái sơ khởi bên ngoài. Bây giờ chúng ta đi vào cái vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Tân Sửu năm 2021, xem là tốt xấu nó nằm ở đâu và xấu như thế nào để mà các bạn biết cương nhu mà phòng tránh ha. Đầu tiên hết thì phải nói đến tháng Giêng.
tháng giêng là tháng canh dần, tháng này là tháng mộc. Như vậy xét về trụ mạng là mộc sinh hỏa, bản mệnh được tương sinh, tốt cho sức khỏe bổn mạng, tốt cho các phúc tinh và tài tinh có trong mệnh của mình ở trên ha. Thiên can thì chữ canh và mậu không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. À, như vậy là mậu lại là nạp âm ngũ hành thổ, canh là kim. Như vậy nạp âm ngũ hành của mậu là sinh xuất. À, cho nên là đây là một cái tháng có thể là sẽ suy hao tài lộc. Tuy là nó không lớn hoặc là có cái sự trùng tính, dự tính của cái người mà ngoài nữ mạng. Nhưng mà đây là một tháng coi chừng bị suy hao. Địa chi, tuổi ngọ gặp tháng dần là thuộc cái nhóm tam hợp dần ngọ tức, tốt cho các mối quan hệ ở trong công việc, gia đạo, tình cảm. À, khi mà nó có tam hợp như vậy thì có thể đôi khi nó còn tương sinh ngược lên trên ở các cái mối quan hệ làm ăn. À, vì sao? Vì cái tháng này là được mệnh sinh mà phúc tinh nó sẽ được hưởng lợi. À, ngon lành ha. Tháng giêng ca bộ êm. Tiếp đến là tháng 2. Tháng 2 là tháng Tân Mão, tháng tân của năm Tân. À, tháng Tân Mão tiếp tục làm tháng mộc. Như vậy, mộc sinh hỏa, bản mệnh được tương sinh, tốt cho sức khỏe bổn mạng, tốt cho phúc tinh tài tinh cũng giống tháng 1. À, thiên can cũng y chang tháng 1, khi mậu và tân không xung không hợp ở trong cái tử vi. Tuy nhiên nạp âm ngũ hành của mậu là thổ và tân là kim bị sinh xuất. À, tiếp tục là một tháng suy hao tài lộc nhỏ hoặc là có cái sự trù bị tính toán. Địa chi thì không tốt đẹp giống như là cái địa chi của tháng giêng. Vì sao? Vì ngọ mão, tí ngọ mão, dậu ngọ mão. À, đây là thuộc bộ tứ hành xung mà lại trực xung sát nhau, cho nên là gia đạo sẽ cẩn thận nhiều buồn phiền âu lo, cẩn trọng trong các mối quan hệ trong gia đình. Gia đạo đem đến buồn phiền cho mình. Đó là cái tháng 2. Tiếp đến là tháng 3. Tháng 3 là tháng Nhâm Thìn, mà tháng Nhâm Thìn là một tháng thủy ha. Thì mà tháng thủy thì xét về trụ mạng là thủy khắc hỏa, tháng khắc bổn mạng, sức khỏe bổn mạng xấu, đề phòng tai nạn phạm thân, bệnh nạn đối với người nữ mạng vì là dưỡng sao thái bạch. Suy hao, có thể là thái bạch nó có suy hao tài lộc, có thể là suy hao sức khỏe. Thiên can chữ mậu của mậu ngọ sẽ khắc chữ nhâm. Thiên can khắc tháng, cẩn thận công việc gặp chống phá, gây suy hao tài lộc đó. Tháng này khi mà mệnh nó khắc, tháng nó khắc mệnh thì phúc tinh và tài tinh coi như là không có tác dụng, phá và bại tinh nó sẽ hoành hành. Bây giờ là thiên can tương khắc nữa thì rõ ràng là không tốt đẹp cho lắm về cái công việc làm ăn. Địa chi ngọ thìn tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không tương hợp nhau. Như vậy là ok, không có vấn đề về gia đạo tình cảm, không có buồn phiền gì. Ok, được. Tiếp đến đó là tháng 4. Tháng 4 là tháng Quý Tỵ, mà tháng Quý Tỵ cũng tiếp tục là một tháng thủy. Như vậy thì thủy khắc hỏa, tháng khắc bổn mạng, sức khỏe bổn mạng xấu, đề phòng những cái tai nạn phạm thân. Cũng giống y chang tháng 3 thôi, không khác gì hết. Nhưng mà thiên can của tháng 4 thì tốt đẹp hơn rất nhiều. Vì sao? Vì chữ mậu của mậu ngọ sẽ hợp chữ quý của Quý Tỵ. Thiên can thuộc bộ ngũ hợp, công việc tài lộc tốt đẹp, nhiều may mắn. Nếu như mà mình mà gặp cái tuổi mình chữ mậu mà tháng nào tháng quý là mình hay đưa công việc lớn vào đó để mình xử lý, để chi nó được cái lợi, thuận lợi hơn. Địa chi tỵ ngọ tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp cho nhau. Như vậy thì về phần địa chi thì tháng 3 với tháng 4 giống nhau, nhưng về phần công việc thì tháng 3 xấu, tháng 4 tốt. Ok, tốt đẹp. Rồi, tiếp đến là tháng 5. Tháng mình nói rằng là sau thái bạch hoành hành nhiều nhất, và cũng là cái tháng tuổi của người mậu ngọ, 197 với 8 nữ mạng. Tháng 5 âm lịch của năm Tân Sửu là tháng Giáp Ngọ, mà Giáp Ngọ thì thuộc kim. Như vậy mệnh là hỏa khắc kim. Bản mệnh khắc tháng, sức khỏe bổn mạng cần cẩn trọng những cái bệnh nạn nhẹ. Này nhẹ thôi, không nặng. Thiên can thì thôi rồi, xấu. Vì sao? Vì chữ giáp của Giáp Ngọ khắc chữ mậu, thiên can bị tháng tương khắc, công việc cẩn thận dễ lâm vào bế tắc, đáo cửa quan, suy hao tài lộc.
tháng này sao thấy bạch nó hoành hành mạnh rồi, thiên can lại bị tương khắc nữa ha. Địa chi người tuổi ngọ gặp tháng ngọ là năm sinh tháng tuổi, cẩn trọng việc không vui trong gia đạo và không mối quan hệ ở trong công việc làm ăn. Thấy chưa, thấy là thấy mệt rồi đó. Tháng thì bị mạng thì bị tương khắc, tháng thì bị cũng khắc luôn, địa chi là tháng tuổi, tháng thì bị là cái sao thái bạch nó hoành hành tốt nhất nữa, cho nên là cái bao nhiêu cái xấu nó tập trung trong tháng năm hết, cho nên là người tân sửu năm trong năm tân sửu thì mậu ngọ nữ mạng làm ơn tháng này nhịn nhục giùm em ha, chứ không là mệt mỏi nha. Rồi tháng cuối cùng của cái vận hạn 6 tháng đầu năm là tháng Ất Mùi, tháng 6 âm lịch. Tháng Ất Mùi chắc chắn là một tháng kim nữa, như vậy mệnh không khác gì tháng năm khi hỏa khắc kim, bản mệnh khắc tháng, sức khỏe bổn mạng cần cẩn trọng, bệnh nặng nhẹ. Thiên can ngộ Ất thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, tháng này tốt hơn tháng năm ha. Địa chi thì thật sự là rất tốt đẹp khi Mùi và Ngọ là thuộc cái nhóm địa chi lục hợp, tốt cho gia đạo tình cảm, thậm chí là nó còn tương sinh lên cho cái việc công việc làm ăn tài lộc. Rõ ràng đây là một cái tháng gọi là mỹ mãn. Tháng này nếu như đúng là thường là hay đi nghỉ hè hay rồi này kia ha, người Mậu Ngọ thì chắc là tháng là vui vẻ đi chơi bời, chắc là không có buồn phiền. Rồi như vậy thì mình đã tổng hợp và chia sẻ đến cái người nữ Mậu Ngọ sinh năm 1978, cái tử vi của năm Tân Sửu cũng như cái vận hạn 6 tháng đầu năm. Không biết các sách khác, các cái trang khác như thế nào, nhưng mà mình luận đoán rằng năm tới tiếp tục là một năm không mấy thuận lợi về tài lộc, về nhiều thứ, đặc biệt là phần sức khỏe của người Mậu Ngọ nữ mạng. Hy vọng rằng với những cái thông tin mình tổng hợp và chia sẻ, nó là một cái hành trang nhỏ giúp cho người Mậu Ngọ nữ mạng của các bạn đưa ra cái nhận định là biết mình nên cương nên nhu ở những tháng nào và như thế nào để có được một cái năm Tân Sửu, năm 2021 thật sự thành công hơn năm Canh Tý này. Mọi người cũng biết là đây là gần giữa tháng 11 rồi, âm lịch rồi, thì coi như năm Canh Tý này là vứt đi đối với người Mậu Ngọ, đúng không mọi người? Rồi nếu mọi người xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Phong Thủy và Cuộc Sống cũng như Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc là người thân của mình. Rất vui hẹn gặp lại mọi người